Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tọa đàm xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý khán giả, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là chỉ tiêu 15.1 trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đủ từ 85% trở lên. Đây được đánh giá là chỉ tiêu khó và có sự biến động lớn, nên nhiều địa phương gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Việc duy trì và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế sau khi đạt chuẩn nông thôn mới lại càng khó khăn hơn. Hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, các xã đạt chuẩn nông thôn mới đang nỗ lực giữ vững và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tham gia chương trình tọa đàm nông thôn mới kỳ này với chủ đề giữ vững tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại các xã nông thôn mới sẽ có các vị khách mời để chia sẻ về công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, lợi ích của người dân thông qua việc tham gia bảo hiểm y tế. Trước khi trao đổi với các vị khách mời, xin kính mời quý khán giả cùng theo dõi clip sau đây. Bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò an sinh xã hội được gắn kết đồng hành với chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, việc triển khai tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đã nhận được sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đơn vị cũng như sự đồng thuận cao của nhân dân. Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là cơ sở để thực hiện tốt chế độ chính sách bảo hiểm y tế cho nhân dân, góp phần thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã về chính sách bảo hiểm y tế, đặc biệt là trong nỗ lực hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới. Huyện Dương Minh Châu gồm có 11 xã thị trấn với dân số 119.359 người. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, số người tham gia bảo hiểm y tế tại huyện Dương Minh Châu đạt tỷ lệ hơn 85,5%. Trong đó, một số xã thị trấn có tỷ lệ tham gia cao, như thị trấn đạt gần 96%, xã Cha La đạt 93%, xã Trung Mích đạt hơn 90%, xã Cầu Khởi đạt gần 89%. Hiện nay, huyện Dương Minh Châu đã duy trì được 5 xã nông thôn mới, gồm xã Bến Củi, Phước Ninh, Cầu Khởi, Cha La và xã Vang. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung xây dựng thêm xã Trung Mích đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian qua, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong khi đó, thu nhập của nhiều hộ dân còn thấp, không có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế, làm ảnh hưởng chung đến tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Đặc biệt, những xã đạt nông thôn mới phải cố gắng duy trì tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 85% trở lên. Tương tự, tại huyện Gò Dầu, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế cũng ngày một tăng, nhất là những xã nông thôn mới. Trong đó có một số xã có tỷ lệ cao, như xã Thành Đức đạt gần 96%, xã Hiệp Thành đạt 93%. Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu đã giao các chỉ tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cho các xã đang phấn đấu đạt xã nông thôn mới, phải đạt trên 90%. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại huyện Gò Dầu đạt 89%, tăng 6.000 người so với cùng kỳ năm 2020. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với huyện vì trong tình hình dịch bệnh đang xảy ra phức tạp, nhưng người dân vẫn quan tâm, tin tưởng vào chính sách bảo hiểm y tế, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Với những thông tin trên, sẽ được giới thiệu hai vị khách mời đầu tiên của chương trình tọa đàm. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Thanh Phong, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Gò Dầu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Hiền Nhân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu. Kính thưa quý vị, bảo hiểm y tế không chỉ là một tiêu chí để đánh giá một xã đạt chuẩn nông thôn mới, mà nó còn là một chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước giúp nâng cao đảm bảo sức khỏe và đời sống người dân. Vậy, theo mục tiêu của bảo hiểm xã hội, việc tham gia bảo hiểm y tế mang lại lợi ích gì cho người dân? Chính sách bảo hiểm y tế là một trong những cái chí trụ cột an sinh của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện cái an sinh xã hội. Mà người dân tham gia bảo hiểm y tế thì có một cái sự chia sẻ của xã hội, của cái quỹ bảo hiểm y tế khi người dân không may bị ốm đau, bệnh tật. Thì nếu như người dân không tham gia bảo hiểm y tế thì cái chi phí có một cái bệnh, ví dụ một bệnh nặng, bệnh mãn tính thì cái chi phí rất lớn, coi có thể là một cái gánh nặng cho gia đình. Thì cái qua cái tham gia bảo hiểm y tế thì có một sự chia sẻ về cái chi phí thì người dân cảm thấy an tâm
Nếu khi tham gia bảo hiểm y tế, nếu không ai bệnh nặng thì có cái quỹ bảo hiểm y tế chi trả, thì đây là một cái chính sách của rất là nhân dân, của đảng, nhà nước lo quan tâm cho người dân. Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh quan trọng góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, bảo hiểm xã hội các huyện và các địa phương đã quyết liệt trong công tác mở rộng phát triển đối tượng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Đối với những xã nông thôn mới đang gặp khó khăn về phát triển và giữ vững tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế theo tiêu chí 15.1, Bảo hiểm xã hội huyện Gò Dầu và huyện Dương Minh Châu cũng đã có những giải pháp để hỗ trợ cho các xã trong việc giữ vững và phát triển số người tham gia bảo hiểm y tế. Thì hiện tại, các xã nông thôn mới tại Gò Dầu có tỷ lệ thằng người dân tham gia bảo hiểm rất cao, phần lớn là trên 90%. Ví dụ cụ thể, ví dụ như xã Thạnh Đức là 95,8%, xã Hiệp Thạnh là 93%, rồi một số xã đã đạt trên 90%. Thì có một hiện tại thì tôi cũng xin ý kiến tham mưu Ủy ban huyện, cũng xin ý kiến Ủy ban huyện làm việc với các xã để duy trì cái tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó như là cái xã Phước Đông, xã Bầu Đòn hiện tại theo tính cách tính theo dân số năm 2019 thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại này đang bị thấp lại. Thì tôi đã phối hợp với địa phương để là tăng cường về công tác tuyên truyền và vận động người dân tham gia, nhất là những người mà đến hạn tham gia bảo hiểm y tế, mình gửi cho địa phương là tuyên truyền vận động người dân tiếp tục tham gia, hoặc là những người chưa tham gia thì cái là có cái nguồn để lý thu bảo hiểm y tế ở địa phương, người ta sẽ tuyên truyền vận động để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại địa phương. Tiếp tục là tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, là của huyện ủy, của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân huyện, sự phối kết hợp của các cấp bảo hiểm xã hội huyện thì tích cực tham mưu đề xuất kịp thời những khó khăn vướng mắc với cấp trên để có những cái giải pháp hữu hiệu trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong công tác truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế để duy trì được tỷ lệ, hay là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm y tế đến các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong tình hình hiện nay. Đối với các xã mà đạt nông thôn mới, tuy còn gặp nhiều khó khăn, mặt khác, điều kiện đời sống kinh tế của người dân, các xã đạt nông thôn mới còn nhiều khó khăn, thu nhập chưa cao. Với những nỗ lực của Bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu và sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, là tin tưởng huyện Dương Minh Châu sẽ duy trì đạt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại các xã nông thôn mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, là hướng đến hoàn thành mục tiêu ở giai đoạn 2020-2025. Vâng, thưa quý vị, xác định việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là cơ sở để thực hiện tốt chế độ chính sách bảo hiểm y tế cho nhân dân, góp phần thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian qua, với sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp ngành địa phương và sự nỗ lực của chính mình, rất nhiều xã đã và đang phấn đấu đạt nông thôn mới, đang nỗ lực giữ vững và phát triển số người tham gia bảo hiểm y tế. Để tiếp nối chương trình tọa đàm ngày hôm nay, xin kính mời quý vị khán giả gặp gỡ những vị khách mời của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu. Ông Nguyễn Văn Sanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Mích, huyện Dương Minh Châu. Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu. Ông Nguyễn Hoàng Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu. Kính thưa quý vị khán giả và kính thưa các vị khách mời, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được đánh giá là chỉ tiêu khó và có sự biến động lớn, nên nhiều địa phương gặp khó khăn trong quá trình thực hiện và càng khó khăn hơn trong việc duy trì, giữ vững và nâng cao tiêu chí này sau khi đã đạt chuẩn nông thôn mới. Vậy thì thưa các vị khách mời, với đặc điểm của địa phương thì trong quá trình giữ vững và phát triển tỷ lệ bảo hiểm y tế có những thuận lợi và khó khăn gì ạ? Về thuận lợi thì xã Cầu Khởi, khi mà xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân được nâng lên, rồi cái tỷ lệ cái người dân mà từ nông nghiệp á, họ sản xuất nông nghiệp á, chuyển sang đi làm ở các doanh nghiệp trên địa bàn, như trên địa bàn xã có nông trường Cũng Su Cầu Khởi và lân cận có công ty Canh Bót và công ty Bao Hung, thì cũng giải quyết một phần lớn cái lao động của địa phương. Nên từ đó cái tỷ lệ mà người dân tham gia bảo hiểm
nó được nâng lên. Cái thứ hai nữa thì cái bà con cũng nhận thức được cái việc mà cái lợi ích mà khi tham gia bảo hiểm y tế, thì từ đó tỷ lệ nó được nâng lên trên 85%. Đến giai đoạn hiện nay, báo cáo thêm các đồng chí, thì từ năm 2017 đến nay thì tỷ lệ bảo hiểm phủ trên địa bàn xã là trên 87%. Thì bên cạnh nó cũng có những khó khăn, thì trước đây thì tỷ lệ một số bà con còn trông chờ vào cái chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế của nhà nước. Cái thứ hai nữa là một số bà con cũng chưa có hiểu hết được cái tầm quan trọng mà bảo hiểm y tế mang lại cho bản thân và gia đình. Và bên cạnh đó, cái khó khăn thứ ba nữa là do hiện tại bây giờ tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến nó phức tạp, nên cái bà con thì điều kiện kinh tế rất khó khăn, nên cái tỷ lệ tham gia nó có cái chiều hướng nó giảm. Về cái thuận lợi á, thì mạng lưới y tế của xã thì bao phủ là từ ấp đến xã. Đa số như các ngành như phụ nữ, nông dân, các tổ của y tế đều có bán bảo hiểm y tế cho dân. Cái này đó là rất là thuận lợi. Còn về khó khăn á, thì một số người dân á, là chưa thật sự đầy đủ ý nghĩa là tầm quan trọng của bảo hiểm, chính sách bảo hiểm y tế, nên là người ta chấp hành luật bảo hiểm y tế chưa nghiêm, nên là ảnh hưởng đến cái việc mà thực hiện cái bảo hiểm y tế của toàn dân của xã chưa được được 100%. Do đó thì cái thu nhập về kinh tế gia đình á, thì có một số hộ gia đình còn rất khó khăn, nên là cho nên mua bảo hiểm y tế cũng chưa có đạt. Mà tâm lý của người dân thì tự nguyện tham gia mua bảo hiểm y tế thì chưa có thật sự, nên địa phương là ngay chỗ đảng ủy ban cũng quyết tâm vận động các ban ngành giải thích hiểu cho dân nắm được cái tình hình mà khám y tế có lợi như thế nào, để cho dân biết, để có tự nguyện để mua cái bảo hiểm y tế cho dân cái sau này. Thực hiện cái tiêu chí 15 này về bảo hiểm y tế, thì để mà giữ vững nó thì nếu mà nói khó thì cũng không khó, nếu mà nói dễ thì cũng không dễ, nhưng mà điều cái khó nhất là cái sự đồng thuận của dân. Mà mình đã làm xong rồi, nhân dân đã đồng thuận, đã nhận thức được đầy đủ cái quyền nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi người, nên thì cái việc là sắp tới để giữ vững các tiêu chí này để nâng cao thì ngay chỗ đảng ủy xã cũng có ra nghị quyết trong năm 2000, trong nhiệm kỳ là phấn đấu đạt 5%, là cái nhiệm kỳ của năm 20 là đạt 92%, thì để mà lên đến cái nhiệm kỳ 25 thì đó phải đạt là 97%. Thì chính từ đó thì đảng ủy thì ban hành nghị quyết rồi có cái tiêu chí này vào cái thang điểm thi đua, nên thì về phía ủy ban xã là phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các chức trị xã hội, thì chúng tôi là cố gắng tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục những cái đối tượng mà nó khó khăn, chưa có mua thì bảo hiểm y tế tự nguyện, thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động. Còn riêng đối với hộ nào mà khó khăn quá thì chúng tôi sẽ vận động các cái đơn vị kinh tế, các mạnh thường quân sẽ là mua để hỗ trợ cho họ, để khi mà vượt qua khó khăn đó thì họ tự mua, để rồi cùng với giữ vững cái bảo hiểm y tế này, là cái tiêu chí 15 này là đến đạt nông thôn mới nâng cao. Về cái thuận lợi á, thì đó là cái sự quyết tâm của chính quyền, cái sự hỗ trợ của ngành bảo hiểm xã hội trong cái lớp mà tập huấn, cập nhật kiến thức, cái nghiệp vụ để cho các cái đại lý bảo hiểm xã hội y tế trên địa bàn xã là có cái nghiệp vụ để tích cực vận động người dân tham gia. Cái thứ hai đó là cái sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, là chúng tôi là luôn mỗi một cái cán bộ công chức từ xã đến nắp xem như là một cái đại lý để vận động người dân tham gia cái bảo hiểm y tế. Cái nữa là vấn đề khó khăn thì trong quá trình thực hiện á, thì một số cái hộ mà còn cái điều kiện về kinh tế gia đình khó khăn, cho nên là tham gia nó chưa đảm bảo hết. Cái thứ hai nữa là trong năm 2020 và đặc biệt là trong năm nay 2021 thì tình hình dịch bệnh COVID-19 nó chuyển biến rất là nặng, ảnh hưởng rất lớn cái điều kiện, cái thu nhập của người dân, cho nên là cái điều kiện mà vận động người dân tái tham gia bảo hiểm y tế và tham gia mới nó cũng ở chừng mực nhất định. Vậy theo các xã,
Đâu là yếu tố quan trọng nhất giúp xã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển và giữ vững tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế? Cái yếu tố mà nó quan trọng nhất là yếu tố tuyên truyền. Chúng ta có thể tuyên truyền qua nhiều hình thức, qua nhóm Zalo, qua Facebook để cho người dân thấy được cái lợi ích khi mà tham gia cái bảo hiểm y tế, họ sẽ tự nguyện, chủ động và tìm đến để mà tham gia. Cái về cái nội dung là trong quá trình mà tuyên truyền á, các ngành đoàn thể của các cái nhân viên đại lý thu á, chúng ta phải có những cái trường hợp cụ thể để cho bà con thấy nó, để họ tự nguyện tham gia. Có những trường hợp mà khi mà lỡ không may mà để bị bệnh á, thì được bảo hiểm chi trả. Có những trường hợp lên đến 50 triệu 70 triệu đó, thì nên là khi mà có những trường hợp cụ thể như thế thì bà con họ sẽ có một cái nhìn nhận nó khác đi, họ sẽ tích cực tham gia. Tại vì trong quá trình đó không biết thì biết đâu rồi mình không may mắn mình lại bị bệnh đó, thì nên do đó họ sẽ có suy nghĩ, họ sẽ tích cực tham gia ra cái bảo hiểm y tế. Được sự quan tâm của lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, là ủy ban nhân dân và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và công tác của hội nông dân, rồi những người nông dân ở ấp để tham gia cái bảo hiểm y tế, nên đã có cái bước là chuyển bước tích cực về cái người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng. Có thể khẳng định là vai trò bảo hiểm y tế là đã góp phần tích cực trong cái ngành bảo hiểm y tế, trong công tác mà tuyên truyền á, vận động phát triển đối với cái đối tượng tham gia triển khai cái thực hiện chính sách bảo hiểm y tế thì trên địa bàn xã thì luôn được chú trọng, nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao lên rõ rệt. Thì thực hiện chính sách pháp luật về y tế thì tại địa phương thì rất tốt. Cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái lòng dân. Quan trọng nhất là cái công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thuyết phục để người dân là nhận thấy được cái đó là quyền lợi, là trách nhiệm của mình. Nên thì người dân đồng thuận thì chỉ có nếu như vậy thì gọi là ý đảng, lòng dân. Còn lòng dân thì ý của đảng thì nói chung thì sẽ biến được cái nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống. Chủ yếu là công tác tuyên truyền giáo dục là chính. Cái nói về tuyên truyền thì trước đây thì trước khi mà cái đợt dịch bùng, đợt dịch thứ tư á, thì chúng tôi tuyên truyền là tuyên truyền trực tiếp. Còn cái khi tuyên truyền trực tiếp á, thì họp ví dụ như tuyên truyền thì mỗi một ấp á, thì có hai tổ chức hai cuộc họp, một ấp hai cuộc họp, thì vừa cái tuyên truyền về quyền trách nhiệm, rồi vừa cái để cho họ nắm được tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện là được cái gì, rồi dẫn chứng cho họ thấy là con người thì 365 ngày thì có nắng, có mưa, có ngày, có đêm, thì ai cũng có phải ốm đau, ai cũng bị bệnh hoạn. Nhưng mà khi ốm đau bệnh hoạn đó thì nếu như mà nhẹ thì không nói, mà nặng á, thì phải đến những cái phẫu thuật y tế cao rồi kia là nó tốn hàng chục triệu đến hàng trăm triệu. Nên là cái việc nếu mà không tham gia là rất là khó khăn. Nên là vận động cho họ thì để họ thì tự hiểu là xây dựng nông thôn mới. Nói trong đó luôn là xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới là làm cho ai và ai phải làm. Trong đó thì có tiêu chí bảo hiểm y tế là mua cho ai và ai phải mua. Nên thì nói chung người dân người ta nhận thức được thì người ta cũng tự nguyện. Bên cạnh đó thì đoàn thanh niên phụ nữ là cũng có phát cái tờ bướm. Rồi sau này thì khi dịch bệnh xảy ra thì chúng tôi không có tuyên truyền trực tiếp được nữa. Thì bắt đầu tuyên truyền qua các lo cụm truyền thanh thông minh ở ấp ở xã, rồi phát mấy cái tờ rơi để rồi cho mọi người là tiếp tục là nhận thức đầy đủ hơn về cái việc mà tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện để cùng với xã hội là chăm lo cho mọi người. Cái yếu tố quan trọng đó, cái thứ nhất đó là sự quan tâm và sự đeo bám và cái trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác này. Thì đây đó là một cái sự là theo tôi thì thấy nó là vấn đề này là vấn đề then chốt, chúng ta tiếp tục đeo bám để thực hiện duy trì công tác này. Cái thứ hai nữa là cũng tiếp tục tuyên truyền vận động và thực hiện các cái giải pháp mà chúng ta đã đề ra, kiên trì để thực hiện cho nó hoàn thành. Thì trong cái thời gian tới
thì chúng tôi sẽ tập trung thêm cái công tác xã hội hóa để hỗ trợ chia sẻ những cái khó khăn của cái người chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế. Cái đặc biệt là chúng tôi có cái tuyên truyền, cái hướng dẫn, nhất là các cái tờ rơi khẩu hiệu bóm đến từng cái hộ gia đình. Rồi cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng thường xuyên phổ biến trong các buổi sinh hoạt tổ dân cư tự quản để người dân nắm được để chúng ta tiếp tục duy trì này. Cái nữa thì chúng tôi cũng ráng cố gắng là đôn đốc tinh thần trách nhiệm của các cái đại lý để mà thường xuyên là nhắc nhở cái thời gian tham gia bảo hiểm cho cái người dân để người dân nhớ và có cái sự chủ động trong cái tham gia. Thì nói chung thì trong công tác thực hiện thì chúng tôi tập trung cho công tác tuyên truyền là chính. Việc nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế thực sự là một vấn đề quan trọng cần thiết, nhưng cũng không dễ thực hiện ở hầu hết các địa phương đã và đang trong quá trình về đích nông thôn mới. Các khách mời sẽ chia sẻ những mô hình, giải pháp hoặc bài học kinh nghiệm hay đã và đang được áp dụng trong việc phát triển tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, qua đó giúp các xã đang phấn đấu đạt có thể áp dụng tại địa phương mình. Trong thời gian qua thì ở xã cũng có những cái giải pháp để mà thực hiện để giữ vững cái tỷ lệ mà tham gia bảo hiểm y tế. Thì hàng năm thì đảng ủy ban đều có xây dựng cái kế hoạch để mà phân bổ chỉ tiêu vận động cho các ngành, cho các ấp để mà vận động cái người dân tham gia bảo hiểm y tế này, và xem đây là một trong những cái căn cứ để mà cuối năm chúng ta để đánh giá cái mức độ hoàn thành cái nhiệm vụ. Và cái có những cái giải pháp nữa, trong quá trình mà người dân tham gia bảo hiểm có những hộ nó khó khăn thì ở xã cũng đã có những cái mô hình như là bán bảo hiểm là trả dần cho những bà con khó khăn, và cái nguồn này cũng được huyện quan tâm. Cụ thể ở đây là hội phụ nữ xã cũng được hội phụ nữ huyện thì hỗ trợ về mặt kinh phí này để chúng ta thực hiện cái mô hình là bán trả dần. Bên cạnh đó thì những nhân viên mà đại lý bảo hiểm thu á thì họ cũng tìm ra cái giải pháp, tức là trong quá trình họ sẽ đi thực tế đến người dân những cái trường hợp nào mà khó khăn quá thì nhân viên này họ sẽ hỗ trợ luôn, hỗ trợ bằng cách thì mua một lần không được thì có thể mình trả nhiều lần, có thể là mình mua một lần một năm thì chưa có điều kiện thì có thể mình tham gia là 6 tháng. Khi hết 6 tháng này có thể mình tiếp tục mình tham gia 6 tháng còn lại thì cũng được. Đó thì nên là từ đó cái tỷ lệ bảo hiểm ở xã là luôn đạt trên 87% đến giai đoạn này từ năm 2017 đến nay. Ở địa phương xã Trung Mít á, thường thứ nhất là có hai cái cách. Thứ nhất là vận động mạnh thường quân cho mượn vốn mà không tính lãi để hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cái người khó khăn. Cái thứ hai nữa, vận động mạnh thường quân để hỗ trợ 50% và người mua bảo hiểm á 50% cùng để mua để bảo hiểm để cho cái người khó khăn của địa phương. Thì cái này, cái hai cách này là rất là an tâm, bà con cũng rất đồng tình. Ở địa phương á thì khảo sát lại cái hộ mà khó khăn ở trên địa bàn mà chưa có mua bảo hiểm y tế, thì qua khảo sát rồi có một số lượng của bà con là như thế nào, mình trình báo cho ngay chỗ lãnh đạo rồi xin chủ trương. Thì lãnh đạo cho chủ trương thứ nhất đó, thứ nhất là vận động mạnh thường quân để ủng hộ vốn, cho mượn vốn không tính lãi để mua bảo hiểm cho những người khó khăn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vận động một số mạnh thường quân là cũng như là những doanh nghiệp mà trên địa bàn của xã để hỗ trợ cái bảo hiểm, cũng như là hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn, những người mà khó khăn ở địa phương mà chưa mua được, thì có thể là dân bỏ 50% bảo hiểm, còn địa phương đó là vận động mạnh quân bỏ 50% để mua bảo hiểm cho bà con trong cái năm đó, để cho con vượt qua cái năm sau, mình tự có cái hướng để mua bảo hiểm tiếp tục năm sau. Thì địa phương cũng có cách vận động đó để cho bà con để vượt qua những cái khó khăn. Để duy trì những cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà tự nguyện này nó bao phủ á, thì về phía cũng được sự lãnh đạo sâu sát của ban chỉ đạo huyện, của ủy ban nhân huyện,
cũng đưa cái tiêu chí này vào cái thang điểm thi đua cho khối xã chúng tôi tổ chức thực hiện. Rồi cái nữa thì ngay chỗ đảng ủy là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thì trong đó thì chủ yếu là công tác tuyên truyền giáo dục, và ở xã thì có hai đại lý, hai lý bảo hiểm thì giao cho hội phụ nữ rồi với hội nông dân, thì các cái hội đoàn thể này thì, chính trị này thì vừa làm công tác của hội mình, vừa tuyên truyền giáo dục trong nhân dân, mà nhất là những cái đối tượng mà thấy khó khăn rồi không thể mà người ta không tham gia, ta không nghe thì nói tuyên truyền ngày này qua ngày nọ, rồi năm kia thì người ta cũng mua, người ta nghe thì người ta mua bảo hiểm. Còn riêng đối với hộ mà khó khăn á, khó khăn đột xuất rồi khó khăn do thiên tai dịch bệnh thì người ta không có tiền để mua bảo hiểm y tế của năm đó, thì hội phụ nữ, đoàn thanh niên rồi hội nông dân nói chung là sẽ đề xuất với đảng ủy ủy ban rồi vận động các mạnh thường quân để hỗ trợ. Thì chính từ lẽ đó nên là cái tiêu chí 15 về cái bảo hiểm y tế thì luôn được giữ vững. Về giải pháp trong thời gian tới thì chúng tôi cũng ráng cố gắng tập trung là cái cũng dần là cái công tác truyền thông tuyên truyền để cho người dân, cái hướng dẫn người dân để tham gia cái bảo hiểm y tế cho nó đảm bảo cái duy trì cái tỷ lệ bảo hiểm y tế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng tập trung cái nguồn lực vận động cái xã hội hóa để chăm lo cho những cái em học sinh mà hoặc là người nghèo, người mà khó khăn, nó không thuộc diện mà nhà nước hỗ trợ, thì chúng tôi sẽ có cái sự hỗ trợ. Đó, thì cái thứ hai, ba nữa là chúng tôi vận động người dân nếu không tham gia đủ điều kiện 12 tháng thì cứ tham gia hàng quý để đóng góp cho nó nhẹ cái phần kinh phí của người dân. Cái nữa thì chúng tôi sẽ mở rộng và tiếp tục là quán triệt cho các cái đại lý để tăng cường điện thoại trực tiếp cho những đối tượng mà đã tham gia khi hết thời hạn bắt đầu tái bảo hiểm, và đồng thời chúng tôi lập danh sách để chúng tôi vận động những cái người mới chưa tham gia để đảm bảo duy trì được cái tỷ lệ này. Đối với cái vấn đề xã hội hóa thì chúng tôi có một cái chủ yếu là tập trung cho cái đối tượng mà các em học sinh mà có cái hoàn cảnh khó khăn thì tham gia từ đầu năm học á, thì các cái nhiều chi phí phụ huynh phải lo toan, cho nên thì chúng tôi có vận động một số doanh nghiệp hoặc là một số cái cá nhân có cái sự hỗ trợ thì đóng góp á, thì bình quân hàng năm thì chúng tôi vận động được vài chục thẻ để hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn là chủ yếu. Còn đối với các cái đối tượng mà hộ nghèo, người đối tượng mà người cao tuổi từ 80 trở lên thì có chế độ chính sách của nhà nước hỗ trợ. Đó, thì những hộ khác thì cơ bản là ổn định. Thực tế cho thấy tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới là chỉ tiêu khó và có sự biến động lớn đối với các xã trong việc duy trì, giữ vững và nâng cao tiêu chí này sau khi đã đạt chuẩn nông thôn mới. Mặc dù tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế tại các xã nông thôn mới đã tăng qua các năm, nhưng để đạt được hơn 95% dân số tham gia theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là tiêu chí động. Nếu không có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sẽ khó có thể duy trì và giữ vững. Theo chia sẻ của lãnh đạo của Bảo hiểm xã hội các huyện, thì các địa phương này cần tập trung vào giải pháp nào để phát triển tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế? Để giữ vững được cái chỉ tiêu mà những xã đạt nông thôn mới, đạt nông thôn mới nâng cao nữa, thì đây là cũng là một cái trách nhiệm của địa phương. Trong đó cái ngành bảo hiểm là chủ động, sẽ là chủ động tham mưu ủy ban huyện và trực tiếp làm việc với các xã, thì là mình sẽ gửi danh sách những người đến hạn tham gia, rồi những người chưa tham gia, ủy ban xã giao chỉ tiêu cho từng ấp, cho từng đại lý thu đến rà soát những người dân trên địa bàn chưa tham gia bảo hiểm y tế để vận động tham gia. Về công tác phối hợp, nhất là phối hợp trong với hội đoàn thể, thì bảo hiểm xã hội đã chủ động ký hợp đồng tuyên truyền với Mặt trận Tổ quốc, hội phụ nữ, hội nông dân và ban tuyên giáo huyện ủy để tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế đến hội viên. Thì qua cái này, qua những cái buổi tuyên truyền này là giúp cho hội viên của các hội nắm được. Qua đó thì hội đoàn thể ở huyện giao chỉ tiêu cho từng hội viên trong công tác tuyên truyền vận động, lấy cái kết quả cuối năm để làm cái
cái đánh giá thi đua. Cũng đây là một cái hoạt động mang tính là thiết thực về công tác tuyên truyền vận động mà người dân tham gia bảo hiểm y tế, mang lại cái hiệu quả trong việc phối hợp giữa bảo hiểm xã hội với các hội đoàn thể tại địa phương. Tiếp tục là tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, là của huyện ủy, của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân huyện, sự phối kết hợp của các cấp bảo hiểm xã hội huyện thì tích cực tham mưu đề xuất kịp thời những khó khăn vướng mắc với cấp trên để có những cái giải pháp hữu hiệu trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong công tác truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế để duy trì được tỷ lệ, hay là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm y tế đến các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong tình hình hiện nay. Đối với các xã mà đạt nông thôn mới tuy còn gặp nhiều khó khăn, mặt khác điều kiện đời sống kinh tế của người dân các xã đạt nông thôn mới còn nhiều khó khăn, thu nhập chưa cao, với những nỗ lực của Bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu và sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, là tin tưởng huyện Dương Minh Châu sẽ duy trì đạt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại các xã nông thôn mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, là hướng đến hoàn thành mục tiêu ở giai đoạn 2020-2025. Xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Một lần nữa, xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian để tham gia buổi trao đổi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, với những lợi ích thiết thực góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an sinh xã hội, mong rằng mỗi địa phương sẽ có những cách làm sáng tạo trong phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại các xã đã và đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Và mỗi người dân cũng nên tự trang bị cho mình một tấm thẻ bảo hiểm y tế để có thể chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng ta có hy vọng rằng đến cuối năm 2021, toàn tỉnh Tây Ninh sẽ phấn đấu có 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế và sớm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.